Sau thời gian dài mang thai, vùng bụng của phụ nữ thường trở nên chảy xệ, tích trữ nhiều mỡ. Điều này khiến không ít chị em cảm thấy thiếu tự tin, thậm chí là stress trong quá trình lấy lại vóc dáng cân đối. Để da phục hồi sau khi sinh, bạn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Tuy nhiên, nếu kiên trì áp dụng một trong những cách giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà dưới đây, bạn sẽ thấy việc giảm eo sau sinh không phải là điều quá khó khăn. 1. Nuôi con bằng sữa mẹ. Ít ai biết rằng cho con bú là cách giảm mỡ bụng tự nhiên và nhanh chóng nhất của mẹ sau sinh. Ngoài cung cấp nguồn dưỡng chất quan trọng cho bé, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp bạn cải thiện vóc dáng. Khi cho con bú, lượng calorie của mẹ sẽ được chuyển vào trong sữa, giúp giảm lượng chất béo trong cơ thể của mẹ. Nếu cho con bú sữa mẹ, bạn sẽ giảm cân nhanh hơn so với những bà mẹ khác. 2. Uống nhiều nước. Nước rất tốt cho cơ thể, không chỉ giữ ấm cho da mà còn giúp da đàn hồi. Đây là một cách tuyệt vời để giữ cho làn da khỏe mạnh và săn chắc. Một ly nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp bạn tẩy sạch các chất độc. Nước ấm làm tăng nhiệt độ cơ thể nên làm tăng cường trao đổi chất và sẽ đốt nhiều calorie hơn. Thế nên hãy cố gắng uống nước ấm bất cứ khi nào bạn khát. Bạn cũng có thể thêm chanh vào, uống một cốc nước ấm pha chanh, góp phần đánh tan các mô mỡ sau sinh. 3. Chườm ấm bụng. Chườm nước ấm là cách làm giảm bụng nhỏ sau sinh đơn giản. Bạn có thể tranh thủ thực hiện nó dễ dàng mỗi ngày để tạo ra tác động nhiệt lên vùng mỡ dư thừa ở mức độ vừa phải. Kết hợp với các động tác lăn nhẹ nhàng, phương pháp này dần giúp bụng tiêu mỡ và giảm số đo vòng 2 nhanh chóng. Nếu không có túi chườm ấm, bạn có thể dùng chai nước lọc loại 1,5 lít, cho nước ấm vào và tiến hành lăn trên bụng 3 lần một ngày. Thực hiện lăn trên da cho tới khi nào nước trong chai nguội thì thôi. Bạn có thể sử dụng song song cùng với gian bụng hàng ngày để mang đến hiệu quả nhanh chóng hơn. 4. Làm săn chắc vùng bụng với muối rang. Trong kinh nghiệm làm đẹp dân gian thì một số sản phụ đã dùng muối rang để đắp lên vùng bụng, mang đến hiệu quả làm thon gọn nhanh chóng. Bạn chỉ cần lấy muối rang nóng lên, đợi muối còn hơi ấm thì dùng một cái khăn bọc lại và đắp lên vùng bụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm gừng hay ngải cứu rang cùng với muối rồi đắp lên bụng, không chỉ giúp vùng bụng săn chắc mà còn mang đến tác dụng lưu thông khí huyết, giúp sản phụ cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn. 5. Tập cơ bụng đều đặn. Sau khi sinh, do cơ thể còn yếu nên bạn không thể tập được những động tác nặng hay quá phức tạp. Do vậy, hãy tranh thủ tập những động tác đơn giản dành cho cơ bụng để lấy lại vùng bụng săn chắc nhanh chóng của mình. Động tác thở bằng bụng. Hãy hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ từ. Nên chăm chỉ tập đi tập lại động tác này nhiều lần sẽ mang đến hiệu quả rất tốt cho cơ bụng của bạn. Thông qua hoạt động liên tục, nỗi lo mỡ thừa tích tụ ở vòng 2 sẽ không còn nữa. Động tác hóp bụng. Trong các hoạt động hàng ngày, khi đang đứng nói chuyện hay chờ đợi một ai đó, bạn cũng nhớ nên hóp bụng vào. Tốt nhất nên biến nó thành một thói quen của mình và thực hiện liên tục càng nhiều càng tốt. Đây là một bài tập vô cùng đơn giản, giúp cơ bụng hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tiêu tan mỡ thừa, thu gọn vòng 2 của bạn nhanh chóng. Hy vọng với những cách trên, các mẹ sẽ sớm lấy lại vóc dáng và tự tin hơn. Hẹn gặp lại các mẹ ở những thông tin hữu ích khác.